Mẹ thằng chút xíu lười thật. Mẹ mang về rất là giặt. Nó giặt à? Ôi à. Tôi ngồi xuống thì mẹ nó mang thợ rất là nhiệt tình. Giặt rồi nhưng mà xương khô. Giặt 3 giờ tuần với nhau. Giặt nhau không phải nắng. Có mầm mà mầm. Mẹ nắng thì chứ. Hôm nay đây 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 xong tiền chưa? À, xong rồi. Còn muốn là việc chưa đóng không? Tiền. Hổ lâu. Đây là vợ. Mẹ. Mẹ. Ở đâu trước cái đá xong hết giải rồi mới đủ. Chuẩn bị quấn quá. Ăn chiếc hai quả đấy không? Mình lại không được rồi. Lâu là hay thế hay. Chứ tôi không người lại đá. Sao thật đầu không phải người. Ông ơi, tôi thấy bình thường mà. Ông phản cảm nhất. Ông ơi, giọng nó khác lắm. Thắng rồi, giọng nó khác lắm. Ông ơi, ông ăn ra. Ông ơi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vinh nó còn đóng nhiều cái hội đấy. Câu đá không? Chết! Thôi! Rồi! Thôi! Đừng chỉ, cứ chạy đi, đá đừng chỉ. Hai người kia phải kéo cửa. Trời ơi! Nhớ được có phải kéo cửa thôi. Không phải kéo ra đi. Không! Con đây vẫn chú ý ông vẫn phải chú ý thử Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Con số 5 quan trọng và quan trọng vẫn đứng đấy. Quan trọng lại thế, quan trọng lại thế. Con này rồi, con lên, con đi, con, con rồi. Anh đá xe chưa được tôi lên bằng điện. Nhiều thời đạo đá chim nhở. Dương này, Dương này, Dương này. Di chuyển đi. Dương tách này, Dương tách này. Quân ơi, quân không chết rồi đây, chút rồi. Về, về, quân chọc về, quân chọc về, quân chọc về. Rồi, phản đi nào. Xong kìa, xong kìa. Đóng đi. Đấy, khó đỡ thì đẹp. Cũng chẳng là chân của quân vũ. Chỗ này ở đây vẫn biết anh ạ. Rồi, ok. Đó bỏ đấy. Đó. 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 Đó.
mình cầm qua mặt nó mà nó chả nhận ra. À thế à? Ai có mẹ luôn rồi. Yeah.
mở ra nó phải mở ra bán cho. Đưa là phốt cho mệt cái này ra lá để cho về ông mệt đi. Đi là phải nhớ vào. Thì ông Bì cứ quay vô lăng ra. Thì chú có bóng rồi. Quân này, quân này, đắm luôn đi bạn ơi. Trời. Tay cho tao đái, tay tay. Lúc này, lúc này, có chút bảo ấy được rồi đấy, con này đây, con ăn đây, con chọc, con ăn. Chắc người mình chỉ cần phải nghe anh thôi. Đi. Đó là kính cho cô. Con này hô anh em sân chân bóng lướt cả trận nhá. Nó chùi đấy. Quân chập thở đi, quân chập thở đứng thở. Đúng rồi. Sơn về hàng nào Sơn? Sơn về hàng nào? Sơn hè về hàng nào? Sơn hè hai người hàng nào của đấy chứ? Mày thấy cái tiếng nào? Chủ quan quá mày, hai hàng rào ở đấy. Kết quả xa thế. Rất trơn bóng mướt là anh chơi nhiều em nhiều đấy lắm. Bên chúng ta này, bị phạt bóng chơi xuống, Hùng Bình kia.
Qua đây đánh, cho tím đánh. Quân gặp rồi chứ đánh. Chạy ra ngoài lấy luôn quả bóng bên đây cả. Ờ, đấy, cả thúc bóng. Chết là.
nào đá ấy ra mà lấy bao nhiêu bóng rồi thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đẩy đây. Bắt một cái đấy.
¡Vamos!
lót để mẹ vào luôn, cái lót nó bị bên phải chết luôn, nó quay bên phải được mà, lòng luôn, nó bị tôi nó đá được hai chân, anh em à, chú Tâm Anh à. Nói là không hiểu. Rồi, 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 rồi. Rồi đấy. Có trước này. Có thật, có này. Treo vào lưng. Đứng lên rồi. Xin một chai, xin hai chai. Ba rồi. Thành đứng nguyên, Hùng lùi về thế. Hùng lùi nhẹ Thành nguyên. Thank you.
bóng nhỉ, bóng nhỉ, bóng 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 áo xanh để đâu? Áo xanh để đâu?
Thank you.
là Tài ơi. Tài ơi. Tài. Thank you.